Chào chị và các bạn. Sau đây mình cũng ghé thăm một vườn mai của anh Xuân Vũ ở xã Nhân Mỹ, An Nhơn, Bình Định, tức là anh Vũ Cô. Đây là cũng một vườn mai giáng long, diện tích rất là rộng và rất là nhiều cây mai. Rộng mênh mông. Đây là lối đi vào. Rất là nhiều cây mai giáng long Bình Định. Như cây mai giáng long như này là cũng được vài năm tuổi. Vườn anh đây rất là rộng, như lượng mai ra chắc cũng là vài thiên. Đây là một cây mai cũng thuộc dạng co lét quái ở vườn mai của anh Xuân Vũ, tức là Vũ Cô. Anh em hay gọi là anh Vũ Cô. Cây mai đây nay nè là được là 4 năm tuổi. Gốc là co lét quái, thân là cũng to. Anh em nghệ nhân đang chỉnh sửa lại mấy cái mai vàng. Đây là cũng một cây lét lượng giáng bay. Đây, những cây anh em nghệ nhân đã tạo tác xong, làm xong cũng review vài cây cho anh em ngắm chiêm ngưỡng. Này, như cây đây thân co lét tròn luôn, mai mốt nó tạo thành nó một cục. Rất là nhiều mai vàng Bình Định nay làm theo một hướng mới, không cũng vẫn giữ với cái thế giáng lem truyền thống, nhưng mà mình phải đổi mới theo những hướng độc lạ. Quá coi còn rất nhiều tác phẩm collect, nói chung là quái độc lạ chưa làm, đang chờ để làm. Quá đẹp, lạ, độc lạ. Thank you.
collect rất là